Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy ngày 5 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình tối mùng năm xuân Nhâm Dần, chúng tôi sẽ chủ đề những nội dung chính sau đây. Nhà ga vắng khách, bến xe mong mọi người đi, ghi nhận của phóng viên trong ngày mùng năm Tết Nguyên đán. Nhiều đơn hàng xuất khẩu dệt may, tín hiệu vui cho tăng trưởng kinh tế năm mới Nhâm Dần. Phần cuối chương trình cùng khám phá chủ đề xuân trong tranh nghệ thuật truyền thống Huế. Với sự chủ động quyết liệt, phát huy ý thức trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội và phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Nhằm đảm bảo nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, không để người dân, hộ gia đình nào không có Tết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn cho các gia đình chính sách xã hội, hộ nghèo trên địa bàn, đồng thời triển khai cấp tiền quà Tết của Chủ tịch nước, Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, chu đáo. Chi trả tiền quà Tết, thăm hỏi, tặng quà, chúc thọ cán bộ hưu trí, mất sức, người có công, người hưởng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí hơn 63,5 tỷ đồng cho 114.625 đối tượng. Tỉnh đã chủ động phương án đảm bảo cân đối lượng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, nên giá cả hàng hóa tương đối ổn định, không có biến động tăng giá đột biến. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, mừng đảng, mừng xuân Nhâm Dần được tổ chức, đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh, tạo không khí vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Tổ chức chương trình nghệ thuật mừng đảng mừng xuân với chủ đề Mừng đảng mừng xuân, mừng công cuộc đổi mới, hội nhập của quê hương đất nước. Các hoạt động được tổ chức đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Từ ngày 31 tháng 1 năm 2022, tức ngày 29 âm lịch, đến hết ngày 3 tháng 2 năm 2022, nhằm ngày mùng 3 Tết, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ tai nạn, làm 2 người chết, 4 người bị thương, so với cùng kỳ không tăng, không giảm. Từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 năm 2022, ngành du lịch Thừa Thiên Huế đón khoảng 47.000 lượt khách, trong đó có 330 khách quốc tế. Đây là tín hiệu khả quan cho ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2022. Trong ngày mùng 1 Tết, cả điểm du lịch di tích văn hóa lịch sử đón khoảng 9.000 khách, ngày mùng 2 đón khoảng 16.000 khách, ngày mùng 3 đón khoảng 17.000 khách. Tổng lượng khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 ước đạt hơn 9.000 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 500 lượt. Riêng ngày 1 tháng 2 có 1.550 khách lưu trú, ngày 2 tháng 2 có gần 1.800 và ngày 3 tháng 2 có gần 2.600. Theo báo cáo đặt phòng của các khách sạn, các ngày tới từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 2 sẽ đông khách đến Huế lưu trú. Công suất phòng của số khách sạn khá cao như An Ba Thanh Tân, Vidana Lagoon, công suất 100% trong ngày 3 tháng 2 và các ngày tiếp theo đạt từ 85 đến 90%. Các khách sạn khác đạt công suất gần 70% trong 2 ngày 4 và 5 tháng 2. Trong năm 2022, Thừa Thiên Huế triển khai các giải pháp phục hồi và cơ cấu lại ngành du lịch, nhất là thị trường khách du lịch và sản phẩm du lịch, tập trung xây dựng các thương hiệu du lịch chủ đạo song song với nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của loại hình du lịch văn hóa di sản, trong đó chú trọng các sản phẩm gắn với Huế, thành phố của lễ hội, Huế kinh đô ẩm thực và Huế kinh đô áo dài. Sau chuỗi ngày nghỉ Tết Nguyên đán, những chuyến xe tàu đầu xuân đã hoạt động trở lại, phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân trở về với cuộc sống và công việc thường ngày. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh và nhiều người chọn ở lại ăn Tết ở quê dài ngày hơn, nên số lượng phương tiện di chuyển và lượng khách đến bến xe, ga Huế cũng giảm hẳn. Nhà ga vắng khách, bến xe mong mỏi người đi, đó là những ghi nhận của phóng viên trong ngày mùng năm Tết. Ghi nhận tại ga Huế trong sáng mùng năm Tết, nhà ga vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có vài người đến mua vé. Các quầy bán vé cũng không còn cảnh hành khách xếp hàng hay ngồi chờ cả tiếng đồng hồ mới đến lượt mua vé như những năm trước. Theo ước tính, từ ngày mùng 1 Tết đến ngày mùng 5 Tết, ga Huế đã bán ra khoảng 800 vé. Trong đó, từ ngày mùng 4 Tết, lượng khách đã có tăng hơn so với những ngày trước. Riêng trong ngày mùng 5, ga Huế có 12 chuyến tàu hoạt động, với tổng số khách đi hơn 400 lượt. Giá vé tàu năm nay cũng đã giảm hơn 30% so với cả năm trước. Nghĩ là đi tàu thì nó sẽ thoáng hơn ấy, và cái nguy cơ lây nhiễm thì nó thấp hơn ấy. Mua rất là thuận tiện, mình thấy khách thì cũng không đông lắm, nhưng mà mình thấy mua rất là thuận tiện. Ngạc nhiên mình thấy là hôm nay là rẻ hơn mọi lần mình mua nhiều. Mình thấy mua vé thì ít hơn mấy năm trước, còn mua vé thì thuận tiện, rất là thuận tiện. Nhân viên giải quyết rất là nhanh gọn. Tình trạng vắng khách tương tự cũng diễn ra đối với cả phương tiện vận tải đường bộ khác. Những năm trước,
từ sau ngày mùng 3 Tết, bến xe phía Nam đã tấp nập các chuyến xe ra vào bãi. Nhưng năm nay, bến xe gần như luôn trong tình trạng vắng vẻ. Nhiều xe xuất bến chỉ với lượng nhỏ hành khách trên xe. Qua ghi nhận, các quầy bán vé tuyến liên tỉnh như thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến miền Tây, Tây Nguyên chỉ lạc đác một vài người hỏi mua vé. Năm nay, vì ảnh hưởng của dịch bệnh và trong dịp Tết nên giá vé một số tuyến cũng tăng cao hơn 20 đến 40% so với các thời điểm khác trong năm. Tuyến miền Trung nó có tăng đấy. Bình thường thì nó tăng có 3,5 thôi, 4,9. Thế khi nào nó về, năm nào nó về đó. Nó buộc nó phải tăng vé. Mong sao cho nó dịch bệnh nó qua đi thôi, giờ để đi làm ăn bình thường lại chứ giờ biết là sao đâu. Theo đánh giá của quản lý bến xe, số lượng phương tiện và hành khách đi xe cơ bản giảm khoảng 2/3 so với thời điểm này năm trước. Bình quân mỗi ngày chỉ có khoảng 50 xe xuất bến. Số khách trên mỗi xe cũng chỉ chiếm khoảng từ 20 đến 30%. Theo thông tin từ quầy vé, lượng khách các tuyến đi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên ngày mùng 6 Tết đã đạt khoảng 80% tổng số vé bán ra và dự kiến những ngày sau đó lượng khách sẽ tăng cao vì nhu cầu người dân trở lại các tỉnh thành để làm việc. Để đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bến xe phía Nam đã bố trí các ca trực 24/24 với 100% nhân sự, chủ động sắp xếp thêm 50 đến 100 phương tiện để phục vụ kịp thời nếu lượng khách đi tăng lại đột biến. Hôm nay tôi đi từ Huế vô thành phố Hồ Chí Minh, giá vé thì bình thường, đúng niêm yết. Nhà xe cũng chuẩn bị khẩu trang, rồi khai báo y tế, bến xe khai báo y tế. Tôi thấy rất là yên tâm khi về quê. Mong ước cho nó dịch đồ nó hết để cho đi làm, đi ăn cho thông suốt. Công tác phục vụ Tết thì hiện nay thì chúng tôi cũng tập trung vô cái công tác phòng chống dịch tại các bến. Cụ thể đây là qua theo dõi thì hiện nay hành khách và chủ phương tiện lái xe chấp hành nghiêm cái công tác phòng chống dịch tại bến. Đối với hành khách đi xe thì chúng tôi cũng yêu cầu là quét mã QR, quét khai y tế trong quá trình di chuyển. Trong những ngày tới, dự báo lượt khách du lịch và hành khách sẽ tiếp tục tăng lên. Bên cạnh đó, cán bộ, công nhân, sinh viên trở lại làm việc và học tập cũng sẽ tăng cao. Bên các bến xe khách liên tỉnh và nhà ga đều đã chuẩn bị các công tác ứng phó để đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất phục vụ người dân đi lại sau Tết. Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nhiều đến mọi mặt của đời sống trong thời gian qua. Vì thế, mong ước chung của mọi người trong năm mới là kỳ vọng dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi để các hoạt động kinh doanh ổn định trở lại. Người dân không còn lo ngại khi sử dụng các phương tiện vận tải hành khách. Cuộc sống sẽ quay trở lại với nhịp sống bình thường. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình việc làm năm 2022 với mục tiêu phấn đấu kết nối giải quyết việc làm cho trên 16.300 lao động, trong đó 12.300 lao động tìm được việc thông qua các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, 2.000 lao động thông qua các dự án vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh từ các nguồn ưu đãi, đồng thời đưa 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phấn đấu có 25% lao động được hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn giới thiệu có việc làm. Phấn đấu duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 2,3%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến cuối năm 2022 đạt 68%. Tỷ trọng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp đến cuối năm 2022 giảm còn 25,6%. Kế hoạch cũng nêu rõ 6 nhóm giải pháp triển khai thực hiện, đó là nâng cao hiệu quả của chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm và hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ phát triển thị trường lao động trong nước và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm, nâng cao hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia để giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương, tập trung hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho người lao động từ các tỉnh thành khác trở về địa phương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, truyền thông nâng cao năng lực thực hiện chương trình việc làm. Sáng nay, Công ty Cổ phần Dệt may Huế tổ chức ra quân sản xuất đầu năm mới Nhâm Dần với mục tiêu lọt vào câu lạc bộ 2.000 tỷ đồng. Cùng với các doanh nghiệp khác trên địa bàn, đúng 7 giờ sáng ngày 5 tháng 2, lãnh đạo công ty thực hiện nét đẹp đầu xuân, lì xì mừng tuổi cho các cán bộ công nhân viên và người lao động để tạo khí thế bước vào một năm sản xuất kinh doanh thành công. Sau hoạt động mừng tuổi, tại các phân xưởng sản xuất, Công ty Cổ phần Dệt may Huế đã thực hiện bấm nút khởi động máy, sẵn sàng cho năm làm việc 2022. Thời tiết nắng ráo những ngày trước và trong Tết tạo điều kiện thuận lợi cho công ty trong việc khởi động các máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất. Năm nay, việc khởi động máy móc khá nhanh chóng và tuyệt đối an toàn. Hầu hết người lao động của Công ty Cổ phần Dệt may Huế đã trở lại làm việc bình thường với hy vọng có nguồn thu nhập ổn định trong năm mới. Tôi đã trở lại làm việc với một không khí
năm mới rất là vui vẻ. Bản thân tôi cũng như cán bộ công nhân viên nhà máy sợi luôn cố gắng để làm tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2022. Trong không khí ra quân thi đua lao động sản xuất có hiệu quả ngay từ đầu năm, lãnh đạo công ty cổ phần dệt may Huế chia sẻ, hiện doanh nghiệp đã nhận đơn hàng sản xuất đến hết quý 2 năm 2022 và tỷ lệ đơn hàng FOB mua nguyên liệu từ sản xuất và bán hàng trực tiếp không qua trung gian chiếm tới hơn 50%. Năm nay, công ty cổ phần dệt may Huế phấn đấu nâng cao hơn nửa doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân trên đầu người. Theo đó, phấn đấu đưa dệt may Huế vào câu lạc bộ 2.000 tỷ đồng. Dệt may vẫn là ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh do chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu và có tác động rất lớn đến an sinh xã hội do đặc thù sử dụng nhiều lao động. Chính vì vậy, số liệu khả quan của dệt may trong năm 2021 cùng với những tín hiệu khởi sắc trong năm 2022 là cơ sở quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của toàn tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Tại công ty Scafi Huế, với mức tăng từ 20 đến 30% so với cùng kỳ năm 2020 và khoảng 40% so với quý 1 năm 2021, hiện đơn hàng của doanh nghiệp đã nhận đến hết giữa năm 2022. Bốn nhà máy đang hoạt động hết công suất để thực hiện giao hàng đúng hẹn. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu gia tăng số lượng hàng cho các đối tác xuất khẩu khi các đơn hàng liên tục tăng, công ty đang đầu tư xây dựng thêm một nhà máy may với quy mô 2.000 lao động. Hiện doanh nghiệp đang thông báo tuyển dụng thêm 2.000 lao động để bổ sung nguồn lực cho các nhà máy, trong đó ưu tiên các lao động trở về từ các vùng dịch và có nhiều chính sách ưu đãi cho các lao động có tay nghề đã từng làm việc tại các nhà máy may ở các tỉnh thành phía Nam. Chúng tôi đã ký kết hết 2022 và thậm chí về qua 2023 chúng tôi cũng đã có những hợp đồng mới tương thích và chúng tôi đã phát triển nhiều nhà máy. Hiện nay chúng tôi đã có hợp đồng cho nhà máy hiện có và chúng tôi đang chuẩn bị có hợp đồng cho những nhà máy chúng tôi sắp sửa để xây dựng vào năm 2023. Sau những khó khăn về đơn hàng đầu ra cho sản phẩm, những tháng đầu năm 2022, năm mới xuân Nhâm Dần, nhiều doanh nghiệp dệt may đang quay lại nguồn sản xuất khi nhận được nhiều đơn hàng, trong khi nguồn cung nguyên phụ liệu ổn định nên gặp nhiều thuận lợi trong sản xuất. Công ty cổ phần dệt may Huế, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm mới có nhiều chuyển biến tích cực. Để đáp ứng đơn hàng, các nhà máy của công ty thực hiện tốt các giải pháp tăng năng suất lao động, doanh thu gia công mỗi nhà máy đạt tới ngưỡng 12 tỷ đồng một tháng, cao nhất từ trước đến nay. Năng suất lao động bình quân đạt trên 25 đô la Mỹ một người một ngày. Hiện công ty đã đàm phán và ký kết đơn hàng đến hết quý 2 năm 2022 của các khách hàng lớn như Croy, Takis, Perry Ellis. Năm nay chúng tôi đề ra cái mục tiêu doanh thu là 2.000 tỷ và hiệu quả là 150 tỷ. Tăng trưởng 10% so với năm 2021. Với cái quyết tâm mới, với cái tinh thần sáng tạo mới, chúng tôi toàn thể cán bộ công nhân viên công ty cổ phần dệt may Huế sẽ xây dựng dệt may Huế trở thành một cái trung tâm dệt may của miền Trung và của cả nước với cái khát vọng sẽ vươn lên phát triển dệt may Huế. Một năm đầy khó khăn và thách thức là thế, nhưng kinh tế Thừa Thiên Huế vẫn có những điểm sáng khi lần đầu tiên giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh vượt mốc con số 1 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, vai trò đóng góp của các doanh nghiệp dệt may chiếm đến khoảng 70%. Điều này có thể thấy những tín hiệu tích cực cho sự phát triển kinh tế Thừa Thiên Huế trong năm mới. Lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, trong xu thế hiện nay, các doanh nghiệp dệt may trên thế giới đang chuyển đến sản xuất tại Việt Nam nhiều hơn. Do vậy, các doanh nghiệp cần tăng cường mối liên kết hợp tác với các tập đoàn phân phối bán lẻ lớn trên thế giới nhằm ổn định khách hàng và từng bước tham gia vào các chuỗi liên kết của họ. Sự liên kết này còn nằm trong chuỗi liên kết giữa các nhà sản xuất và cung ứng nguyên phụ liệu cùng hệ thống các nhà tiêu thụ sản phẩm. Sở Công Thương sẽ tham mưu cho ban tỉnh tiếp tục xây dựng các cái cơ chế phối hợp, thường xuyên trao đổi với các doanh nghiệp nhằm kịp thời nắm bắt các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp xuất khẩu để đề xuất các giải pháp tháo gỡ và hỗ trợ doanh nghiệp để triển khai thực hiện công tác sản xuất và xuất khẩu hàng hóa. Tết đến xuân về mang bao niềm tin và hy vọng mới. Cùng với doanh nghiệp cả nước, doanh nghiệp Thừa Thiên Huế cũng đã sẵn sàng tâm thế mới, tìm kiếm thêm nhiều thị trường, mở rộng hợp tác, bồi thu nhiều đơn hàng để tạo cú hích cho tăng trưởng kinh tế cũng như giải quyết việc làm cho lực lượng lớn lao động trên địa bàn và giữ chân những người lao động miền Nam ở lại quê hương. Thưa quý vị và các bạn, là bệnh viện hạng đặc biệt có vai trò quan trọng trong hệ thống y tế quốc gia.
Năm qua, Bệnh viện Trung ương Huế đã thể hiện rõ vai trò và bản lĩnh của mình khi vừa là chỗ dựa vững chắc trong công tác phòng chống dịch của toàn tỉnh, vừa chi viện hiệu quả tại các điểm nóng nhất về dịch bệnh của cả nước. Đặc biệt, năm 2021 cũng là ghi dấu ấn lần đầu tiên Bệnh viện Trung ương Huế thiết lập một cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 ngay tại thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian cam go nhất. Hãy cùng nhìn lại những dấu ấn đặc biệt qua phần tổng hợp sau. Năm 2021 là một năm nổi bật, ghi nhận những hình ảnh đẹp của các chiến sĩ áo blue trắng nói chung và tập thể đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế nói riêng trong công tác phòng chống dịch ở tuyến đầu. Họ sẵn sàng gác lại những lo toan của bản thân, đi trước về sau trong trận chiến chống COVID-19 để hoàn thành sứ mệnh cứu người. Mặc dù mình rất là vất vả, mình làm hết tất cả vì bệnh nhân, mình làm rất là nhiều thứ để cho bệnh nhân được sống. Mà khi mình thấy họ khỏe mạnh lại thì mình vô cùng rất là hạnh phúc. Không có niềm hạnh phúc nào như hạnh phúc đó. Nhìn lại năm 2021, không thể không nhắc đến sự thành công của ngành y tế đất nước trong cuộc chiến chống dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế với vai trò chủ lực điều hành trung tâm ICU Trung ương Huế đã được lãnh đạo Bộ Y tế và chính quyền thành phố ghi nhận và đánh giá cao. Mặc dù là trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 được xây dựng và hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, nhưng trung tâm ICU Trung ương Huế lại là đơn vị tiếp nhận thu dung cứu sống tỷ lệ bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng nguy kịch nhiều nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau gần 5 tháng hoạt động, trung tâm đã tiếp nhận điều trị hơn 1.800 bệnh nhân, trong đó có trên 1.600 bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển đến và thực hiện hơn 95.500 các thủ thuật, phẫu thuật, đồng thời triển khai hầu hết các kỹ thuật cao cấp trong điều trị. Chúng tôi thật ra thì chưa có những kinh nghiệm nhiều để thiết lập một cái trung tâm độc lập để điều trị bệnh nhân COVID. Vì từ trước đến giờ thì Bệnh viện Trung ương Huế chúng tôi chỉ đi hỗ trợ. Nên là khi chúng tôi mà thiết lập vận hành thì chúng tôi gặp rất nhiều cái sự khó khăn từ những việc nhỏ cho đến những cái việc lớn. Tuy nhiên thì với sự điều hành chúng tôi chia ra những cái bộ phận để gắn kết với nhau. Và cụ thể đối với bộ phận lâm sàng thì chúng tôi đã có những cái quy trình cụ thể bám theo cái phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Năm 2021 là một năm cực kỳ khó khăn đối với toàn hệ thống y tế của đất nước. Dù nhân lực bị phân tán chống dịch, nhưng Bệnh viện Trung ương Huế đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao như ghép tim, ghép tế bào gốc từ thân cho bệnh nhân nhi ung thư. Trong đó, Trung tâm Nhi khoa của đơn vị đã thực hiện ghép tế bào gốc cho nhiều bệnh nhi ung thư đặc biệt và đạt được kết quả triển vọng. Trong phòng chống dịch thì chúng tôi đã thực hiện rất nhiều các biện pháp hỗ trợ cho các tỉnh ở phía Bắc cũng như là phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh chống dịch thành công và đem lại hiệu quả cũng như là uy tín thương hiệu cho bệnh viện. Song song với phòng chống dịch thì chúng tôi vẫn tổ chức khám, điều trị, triển khai các kỹ thuật mới, thông thường cũng như các kỹ thuật khó và kỹ thuật chuyên sâu để đảm bảo Bệnh viện Trung Huế là xứng tầm của một trung tâm y tế chuyên sâu của miền Trung và của cả nước. Trong công tác chống dịch tuyến đầu, lực lượng ngành y tế Thừa Thiên Huế nói chung, Bệnh viện Trung ương Huế nói riêng đã tích cực chia lửa cho ngành y tế cả địa phương, giúp nhiều bệnh nhân nhiễm COVID-19 được khỏi bệnh. Không chỉ riêng tại thành phố mang tên Bác, hàng trăm cán bộ y bác sĩ của Thừa Thiên Huế và Bệnh viện Trung ương Huế đã viết đơn tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch tại nhiều tỉnh như Phú Yên, Đồng Tháp, Bình Dương, Tiền Giang. Ở bất cứ nơi đâu, họ đều làm việc với tinh thần đầy trách nhiệm, cống hiến hết mình và đem lại nhiều thành công, tạo nên uy tín thương hiệu bác sĩ Huế. Nhất chữ, nhì tranh, tam sành, tự lộc. Đó là bốn thú chơi tao nhã của người Việt mỗi độ xuân về, thể hiện ước vọng về một năm mới an khang thịnh vượng. Với thú chơi tranh của người Huế, thì pháp lâm hay tranh thêu chính là những chất liệu được ưa chuộng hàng đầu. Hãy cùng khám phá chủ đề xuân trong tranh nghệ thuật truyền thống Huế qua phóng sự sau. Hương sắc ngày Tết, đánh thức mùa xuân, hoa khai phú quý là những bức tranh thêu khá độc đáo, mang đậm không khí của ngày xuân. Với nghệ nhân thêu Nguyễn Hoàng Bảo Yến, từng đường kim mũi chỉ là sự tỉ mỉ, cẩn thận và cũng là những xúc cảm mà bà gửi gắm vào từng bức tranh thêu. Điểm nổi bật của tranh thêu chính là sự khéo léo phối màu để bức tranh tinh tế như thật, đem lại ấn tượng cho người xem. Với một nghệ nhân như tôi, với một ngày xuân về Tết đến, thì tôi rất háo hức và rất sung sướng khi được thêu những bức tranh hoa đào, hoa mai để gửi gắm trong cái tâm tư của mình vào trong mỗi bức tranh để tô thêm những vẻ đẹp của mùa xuân. Và tôi cũng chúc năm mới đã đến, chúc mọi nhà và mọi người một năm mới hạnh phúc,
và an vui. Mùa xuân đến thì nghệ nhân của chúng em rất cảm thấy rất vui và hào hứng. Đã làm theo lên những tác phẩm nói về mùa xuân, cũng giống như những cánh mai, cánh đào, cũng là tình cảm của nghệ nhân của chúng em gửi vào cảm ngưỡng vào đó và mong muốn với một mùa xuân nhiều niềm vui và hạnh phúc. Từ những nét vẽ trên nền vải, người nghệ nhân sẽ thêu bằng các loại chỉ màu khác nhau, tạo nên một bức tranh hoàn thiện, sống động và mềm mại. Những đường nét uyển chuyển được các nghệ nhân tranh thêu truyền thống thể hiện không chỉ mang đến sắc xuân, sự vui tươi đến với gia chủ, mà còn điểm tô thêm cho không gian ngày Tết thêm sinh động. Hiện nay thì xu hướng chọn tranh thêu của người dân thì trong dịp Tết rất là nhiều. Và những bức tranh được treo trong được thiếu tay thì được treo trong ngày Tết đó, sẽ giúp cho không gian của mình được có vẻ đẹp rạng rỡ hơn trong những dịp xuân về, và với cảnh sắc và họa tiết bắt mắt sẽ góp phần tô điểm thêm cho không gian và tạo nên thêm nhiều sức sống mới hơn trong những dịp xuân về. Là một loại hình nghệ thuật mới được phục dựng, gần đây Pháp Lam cũng là một trong những lựa chọn của nhiều người chơi tranh. Sự sáng tạo, tinh xảo và công phu của người nghệ nhân tạo nên những tác phẩm mới. Vẫn là hình tượng hoa mai, hoa đào hay hình tượng linh vật của năm được cách điệu, trang trí lên tranh với những nét chấm phá độc đáo và khác biệt, góp thêm hương sắc cho mùa xuân. Có thể điểm qua các sản phẩm của kỹ thuật Pháp Lam như các bức tranh treo tường, các dàn đèn ngủ, đèn đường, bàn ghế, bình phong hay bình lò Pháp Lam trang trí. Nét nổi bật nhất của các sản phẩm Pháp Lam Huế chủ yếu được tạo thành từ bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của người nghệ nhân với sắc màu tươi sáng, thể hiện tính thẩm mỹ và văn hóa Huế. Cái nghệ thuật Pháp Lam nó có cái độc đáo khác so với những cái mảng nghệ thuật khác là nó kết hợp nhuần nhuyễn của các cái ngành nghề thủ công, ví dụ chạm khảm này, đúc đồng này, gốm sứ, tất cả mọi thứ nó kết hợp nhân duyên lại. Khách hàng là chủ yếu tập trung đến những cái sản phẩm mang yếu tố đón xuân, thì những cái nội dung chủ yếu về là hoa mai, hoa đào, rồi sen, những cái mà trang trí cơ bản để cho đón xuân. Xuân về, Tết đến, người người cùng nhau sửa sang, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Trong đó không thể thiếu những bức tranh treo tường nhiều màu sắc, góp phần tô điểm cho không gian thêm phần rực rỡ. Chơi tranh ngày Tết là thú vui của một bộ phận người dân Huế. Thú vui này còn thể hiện mong muốn của gia chủ về một năm mới phúc lộc đầy nhà, an khang thịnh vượng. Và đây cũng là lý do tranh Tết ngày càng được nhiều người dân Huế lựa chọn. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.